Chào mừng các em đến kênh Huyền Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 5 sách chương trời sáng tạo. Trong xem bài giảng, Huyền Liêm nêu cam khai danh hiệu. Các em sẽ phấn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ bài 58 tìm giá trị phần trăm của một số trong 11, 12. Giờ mình sẽ quan sát hình cô giáo nói là 25% số học sinh mỗi lớp sẽ tham gia đồng rưỡng thể thao, thể dục. Như là 25% số học sinh mỗi lớp sẽ tham gia đồng rưỡng thể dục. Giờ bạn này hỏi lớp mình có 32 học sinh, như là bao nhiêu bạn sẽ tham gia đọc diễn. Bạn này nói mình sẽ biết 25% dưới dạng phân số, giờ áp dụng tìm phân số của một số là ra kết quả. Giờ mình xem ví dụ một, tìm 25% của 32. Ta có 25% sẽ bằng 25% 100. Giờ có nghĩa tìm 25% 100 của 32, các em lấy 32 nhân 25% 100. Giờ 32 nhân 25 sẽ bằng 800, chia 100 bằng 8. Vậy em kết luận là 25% của 32 thì các em có thể lấy 32 nhân 25% sẽ bằng 8. Hoặc là các em lấy 32 chia 100 giờ nhân 25 cũng được nha, cũng bằng 8 thôi. Như vậy là muốn tìm 25% của 32, ta có thể lấy 32 nhân với 25%, hoặc là các em lấy 32 chia 100 trước giờ nhân 25 cũng được nha. Có hai cách. Thì muốn tìm 25% của 32, các em lấy 32 nhân với 25%, hoặc là các em lấy 32 chia 100 giờ 25 cũng được, nhân 25 cũng được. Mình sang ví dụ 2, diện tích vườn trường là 84 mét vuông, trong đó 75% dùng để trồng rau. Như vậy là diện tích trồng rau là các em sẽ lấy 84 này nhân cho 75%. Có nghĩa là 84 nhân 75 chia 100, hoặc là các em rút gọn 75% này, các em rút gọn sẽ là 75 phần 100. Rút gọn là 3 phần 4, có nghĩa mình lấy 84 nhân 3 chia 4 sẽ bằng 63. Được này. Đơn vị đây mét vuông thì đây cũng là mét vuông thôi. Được này. Giờ như vậy mình xong ví dụ 1, ví dụ 2 mình sẽ làm câu thực hành số 1 nha. Như vậy tìm phần trăm của một số thì các em lấy số đó nhân cho phần trăm. Được này. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu thực hành số 1, câu A tìm 15% của 40 lít. Như vậy câu A các em trả lời là 15% của 40 lít này. Như mình sẽ lấy 40 nhân cho 15%. Có nghĩa lấy 40 nhân cho 15 giờ chia 100 cũng được, đúng không? Hoặc là các em có thể lấy số này chia 100 trước rồi nhân cho 15 cũng được nha. Như kết quả sẽ là sao nha. Như vậy là sao lít, đúng không? Giờ như mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Câu B mình tìm 0,5% của 60 mét. Như là 0,5% của 60 mét là mình sẽ lấy 60 nhân 0,5%. Đúng rồi. Có nghĩa các em lấy 60 nhân 0,5 giờ chia 100. 60 nhân 0,5 sẽ là 30. 30% có nghĩa 30 chia 100 là 0,3. 0,3 mét. Tiếp theo mình sẽ làm câu C. 8,4% của 15 hecta là 15 sẽ lấy 15 nhân cho 8,4%. Có nghĩa mình lấy 15 nhân 8,4 rồi chia cho 100 thôi. Như kết quả là 1,26, đúng rồi. Đơn vị cũng là hecta thôi, đúng rồi. Giờ như là mình xong câu thực hành số 1 nha. Câu thực hành số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video thầy biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu thực hành số 2, tính nhẩm 1% của 200 kg. Mình sẽ làm câu này chứ. Như là 1% của 200 kg này. Như vậy tính nhẩm 1% của một số thì kem lấy 200 này chia cho phần 1%, có nghĩa là mình sẽ lấy 200 nhân 1 chia 100. Mình sẽ lấy 200 chia 100 trước đi rồi nhân 1 thì dễ nhẩm hơn. 200 chia 100 được 2, 2 nhân 1 là 2, kết quả là 2 kg. Như vậy các em nhớ là cách nhẩm của em là các em chia cho 100 trước rồi nhân cho cái số này sau thì các em dễ nhẩm.
200 chia 100 được 2 nhân 1 bằng 2 kg. Tương tự câu B cũng vậy. Giờ câu B mình sẽ đi tính 10% của 200 kg. Như vậy các em lấy 200 này chia 100 trước được 2, 2 nhân 10 là 20. 20 kg. Tiếp theo là câu C. 25% của 200 kg là. Giờ như vậy là các em lấy 200 này chia 100 trước được 2, 2 nhân 25 là 50, như là 50 kg. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu thực hành số 2. Câu thực hành số 2 các em hiểu bài. Các em xong click video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 1. Mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi. Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, có nghĩa là nếu một người gửi tiết kiệm 1 triệu đồng thì số tiền lãi sau một tháng là mình lấy 1 triệu nhân cho 0,5%, đúng không? Như câu này em sẽ làm như sau. Nếu một người gửi tiết kiệm 1 triệu đồng thì số tiền lãi sau một tháng là 1 triệu nhân cho 0,5% bằng. Như vậy các em sẽ nhận như sau. Như vậy các em lấy 1 triệu này chia 100 chứ. Sẽ chia 100 thì các em bỏ hai số 0 đi, còn lại là 10.000, đúng không? 10.000. Giờ nhân cho 0,5. 0,5 chính là 1 phần 2. Như vậy các em lấy số này chia 2 là được. 10.000 chia 2 thì bằng 5.000 thôi, đúng không? Như kết quả sẽ là 5.000 đồng. Giờ như vậy chấm hỏi chỗ này các em điền số 5.000 là được. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 1 nha. Câu luyện tập số 1 các em hiểu bài. Các em xong click video thì biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 2. Lãi suất tiết kiệm là 0,52% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng, hỏi sau một tháng tổng số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu? Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Chưa hết các em đi tính số tiền lãi chứ nha. Số tiền lãi sau một tháng là. Mình sẽ lấy 10 triệu đồng này. Mình sẽ nhân cho lãi suất là 0,52%. Giờ như vậy các em tính nhắc cho này. Như vậy các em lấy 10 triệu này chia 100 trước đi thì bỏ hai số 0 đi, còn lại là 100 nghìn. Được này. Nhân cho 0,52. Giờ 5 0,52 có nghĩa là 52 phần 100. Mình lấy số này mình chia cho 100 trước là 1.000. Được này. Nhân 52 viết lại 1.000 như 5 nhân 1.000 nhân 52 là 52.000 thôi, đúng không? Như kết quả sau đây sẽ là 52.000. Đó. Giờ bây giờ mình sẽ tính tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng. Người ta hỏi là sau một tháng tổng số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu thì các em trả lời là tổng số tiền gửi và số tiền lãi trong một tháng này, sau một tháng này, đúng không? Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng này.
Như vậy tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là các em lấy số tiền gửi là 10 triệu đồng, cộng cho 52.000 tiền lãi thì sẽ là 10 triệu 52.000, 10 triệu 052.000 chỗ này đọc. Như đáp số sẽ là 10 triệu 052.000 đồng. Dạ, như là mình xong câu luyện tập số 2. Câu luyện tập số 2 các em hiểu bài. Các em xong khích video về với các em hiểu bài. Giờ dạ, tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 3. Câu luyện tập số 3, một bếp ăn mua về 64 kg dao và thịt, trong đó khối lượng thịt chiếm 25%. Người ta dùng 1 phần 3 khối lượng rau để nấu canh, còn lại là muốn xào, hỏi khối lượng rau để xào là bao nhiêu kg. Giờ dạ, như vậy câu này các em sẽ làm như sao? Như đề bài nói là một bếp ăn mua về 64 kg dao và thịt, trong đó thịt chiếm 25%. Như vậy trước hết mình sẽ đi tính khối lượng thịt bằng cách lấy số này nhân 25%. Đúng này. Như vậy trước hết các em đi tính khối lượng thịt. Khối lượng thịt này. Giờ mình sẽ lấy 64 nhân 25%. Giờ 64 nhân 25%, 25% các em hiểu là 25 phần 100, giúp gọn chia tử vào mẫu 25 là 1 phần 4. Có nghĩa các em làm 64 chia 4 thôi đúng không? Giờ mình sẽ tính nháp chỗ này, mình sẽ lấy 64 chia 4. 6 chia 4 được 1, 1 nhân 4 là 4, 6 chia 4 còn 2, hạ số 4 được 24. 24 chia 4 được 6, kết quả là 16 kg. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đi tính khối lượng ra. Khối lượng ra. Đã mua lại. Đúng rồi. Như là mình sẽ đi tính khối lượng rau đã mua lại. Như vậy mình sẽ lấy 64 này trừ đi khối lượng thịt thì sẽ ra khối lượng rau. Đúng rồi. 64 trừ 16 thì còn lại là 48, đúng rồi, 48 kg. Người ta nói là người ta dùng 1 phần 3 khối lượng rau để nấu canh. Giờ bây giờ mình sẽ tính khối lượng rau để nấu canh này. Đó là khối lượng rau để nấu canh này. Giờ như là 1 phần 3 khối lượng rau để nấu canh, mình sẽ lấy 48 này nhân cho 1 phần 3. 48 nhân cho 1 phần 3. Hoặc là các em lấy 48 chia 3 cũng được. Đúng không? Giờ 48 chia 3 sẽ bằng 16 luôn. 16 kg. Giờ bây giờ mình sẽ tính khối lượng rau để làm món xào. Còn lại là món xào thì mình sẽ lấy 48 này trừ đi khối lượng đã nấu canh thì sẽ ra khối lượng còn lại chính là xào. Như là khối lượng rau để làm món xào lại. Khối lượng rau để làm món xào này. Như là khối lượng rau để làm món xào mình lấy 48 trừ đi 16 thì còn được 32 kg. Đúng rồi. Như đáp số sẽ là 32 kg. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 3 nha. Câu luyện tập số 3 các em hiểu bài. Các em xong bấm click video để các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 4. Câu luyện tập số 4, vali hành lý của cô bông nặng 20 kg. Khi chưa có đồ đạc, vali nặng 2 kg.
Khối lượng quần áo trong vali chiếm 30% khối lượng đồ đạc trong vali. Câu A mà sẽ đi tính khối lượng quần áo trong vali nhé. Như vậy câu này các em sẽ làm như sao? Mình sẽ làm câu này chứ. Giờ bây giờ mình sẽ tính khối lượng đồ đạc. Khối lượng đồ đạc trong vali là khối lượng như là vali nặng 20 kg khi chưa có đồ đạc nặng 2 kg, có nghĩa là cái vỏ vali sẽ là 2 kg, mình sẽ lấy 20 trừ 2 kg thì sẽ ra khối lượng đồ đạc, có nghĩa là trong đó có quần áo này kia trong đó đúng này, nhưng mình sẽ lấy 20 trừ 2, đồ đạc gồm có quần áo này kia đúng này, 10 20 trừ 2 thì còn 18, như là khối lượng đồ đạc sẽ là 18 kg. Còn cái vỏ qua đây sẽ là 2 kg nữa là đủ 20 kg. Giờ người ta nói là khối lượng quần áo trong vali chiếm 30% khối lượng đồ đạc trong vali. Thì kem lấy 18 này nhân 30% sẽ ra khối lượng quần áo trong vali. Đúng này. Giờ tiếp theo kem đi tính khối lượng quần áo trong vali này. Mình sẽ đi tính khối lượng quần áo trong vali là khối lượng quần áo trong vali thì mình thấy là chiếm 30%, mình sẽ lấy 18 nhân 30%. Giờ 18 nhân 30% thầy sẽ tính nháp cho này. Như vậy có nghĩa là 18 nhân 30 trước đi. 18 nhân 30 mình sẽ có là 18 nhân 3 sẽ là 54 khi số 0. Chia cho 100 có nghĩa là kem dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số có nghĩa 5,4. Kết quả là 5,4 kg. Đúng không? Giờ như mình đã tính được khối lượng quần áo trong vali, bây giờ mình sẽ làm câu B luôn. Câu B người ta hỏi là khối lượng quần áo chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cả vali, thì kem lấy cái số này nè. Kem chia cho khối lượng cả vali là 20 kg nè, sau đó kem chuyển về tỷ số phần trăm là ra kết quả thôi. Giờ như là câu B người ta hỏi là khối lượng quần áo chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cả vali, thì kem trả lời là khối lượng quần áo chiếm số phần trăm khối lượng cả vali này. Như là khối lượng quần áo chiếm số phần trăm khối lượng cả vali là giờ khối lượng quần áo chiếm số phần trăm khối lượng cả vali là kem lấy 5,4 này. Các em chia cho 20 đúng này. 5,4 chia 20 sẽ được là 0,27. Sau đó các em chuyển về tỷ số phần trăm bằng cách lấy số này nhân 100 là 27. Thêm dấu phần trăm có nghĩa là 27%. Giờ đáp số thôi. Như đáp số câu A sẽ là 5,4 kg. Và đáp số câu B sẽ là 27%. Đúng này. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 4 nhé. Câu luyện tập số 4 các em hiểu bài. Các em xong khích video thì biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 5. Câu luyện tập số 5, mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi, hình bên được chia là thành mấy phần bằng nha. Câu này dễ, mình sẽ làm nha. Như vậy câu A các em trả lời là hình bên
hình tròn bên. Được chia thành bao nhiêu phần bằng bằng nhau thì mình sẽ đếm thôi, đúng không? Bắt đầu từ màu đỏ này đi. Là 2, 4, 6, 8, 10. 10 phần bằng nhau, đúng không? Tiếp theo là câu B. Bao nhiêu phần trăm hình tròn được tô màu đỏ thì mình thấy là tổng số 10 phần có 5 phần màu đỏ. Thì mình sẽ thấy là 5 phần so với 10 phần là phân nửa, có nghĩa là 50%, đúng không? Hãy sẽ tính nhắc chỗ này các em hiểu. Hoặc là các em có thể lấy 5 này nè. Các em chia cho 10 sẽ bằng 0,5. Sau đó các em chuyển về tỷ số phần trăm bằng cách lấy số này nhân cho 100 sẽ đạt 50. Như là 50%, đúng không? Giờ như vậy ở đây mình trả lời là 50% hình tròn được tô màu đỏ, đúng không? Tiếp theo là câu C. Phần màu xanh chiếm bao nhiêu phần trăm so với phần màu vàng? Thầy sẽ tính nhắc chỗ này. Giờ như mình trả lời phần màu xanh, phần tô màu xanh, phần tô màu xanh bằng bằng bao nhiêu phần, mình sẽ tính nhé. Giờ như bằng tô màu xanh mình thấy là có 3 phần màu xanh, còn 2 phần màu vàng mình lấy 3 chia 2, 3 chia 2 bằng 1,5. Sau đó chuyển về tỷ số phần trăm bằng cách lấy số này nhân cho 100. 1,5 nhân 100 sẽ là 150, khi dấu phần trăm bên phải có nghĩa là 150%, đúng không? Chỗ này các em biết là 150% phần tơ màu vàng. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 5 nha. Câu luyện tập số 5 kem hiệu bài. Các em xong ống khích video thì biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần khám phá. Mình sẽ điền số vào dưới trong hỏi. Không thường thì tỷ số phần trăm nước trong dưa hấu là 91,5%. Như là lượng nước có trong 4 kg dưa hấu là bao nhiêu? Thầy sẽ tính nháp cái này. Như vậy là người ta nói là tỷ số phần trăm nước trong dưa hấu là 91,5%. Người ta hỏi lượng nước trong 4 kg dưa hấu là bao nhiêu thì mình sẽ lấy số này kem nhân 91,5%. 4 nhân cho 91,5% sẽ bằng 3,66, đúng không? Như chỗ này các em viết là 3,66 kg, đúng không? Như vậy câu này các em trả lời như sau. Lượng nước có trong 4 kg dưa hấu là 3,66 kg, đúng không? Giờ như là mình xong phần khám phá, phần khám phá kem hiệu bài. Các em xem hết video thì kèm theo bạn. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bạn khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em xem bấm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm kém nhé.